Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 22 tháng 9 năm 2017. Linh Đan kính chào quý vị. Đại học Mỹ lên tiếng trong vụ tranh cãi bằng cấp giả của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Siêu ký sinh trùng kháng thuốc sốt rét lan sang Việt Nam từ Campuchia. Trung Quốc dùng chiến thuật pháp lý tứ xa thay cho đường chín đoạn trên Biển Đông. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Người sáng lập một trường đại học ở Mỹ hiện là tâm điểm trong cơn bão chính trị của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã lên tiếng bảo vệ danh dự và cho biết từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp bằng ở Việt Nam. Tiến sĩ Donna Hatch hiện còn là chủ tịch của California Southern University nói với VOA Việt ngữ rằng chúng tôi không bao giờ muốn dính líu tới chính trị nội bộ của bất kỳ nước nào, nhưng chúng tôi chắc chắn muốn bảo vệ phẩm giá, danh tiếng và danh dự của trường và các sinh viên chúng tôi, nhất là hàng trăm cựu sinh viên đang sống ở Việt Nam. Trong thông báo gây xôn xao dư luận hôm 18 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng một trong các vi phạm của ông Anh là kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn, cấp ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm. Theo báo Tuổi Trẻ, bí thư trẻ tuổi này từng học và lấy bằng ở nước ngoài bao gồm bằng tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường của Mỹ là Southern California University for Professional Studies, viết tắt tiếng Anh là SCUPS, trường chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận bằng. Ông Hatch xác nhận với VOA Việt ngữ rằng tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh học tại SCUPS và nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh vào tháng 6 năm 2002 và bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh vào tháng 12 năm 2006. Theo ông Hatch, bằng của ông Xuân Anh và của các sinh viên Việt Nam khác đã được chứng thực bởi cơ quan chức năng của California và Tổng lãnh sự Việt Nam ở San Francisco. Ông Xuân Anh học một khóa liên kết giữa SCUPS và Đại học Bách Khoa. VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với ông Nguyễn Xuân Anh để hỏi ông những thông tin liên quan. Viết trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn viết: chuyện bằng cấp, chuyện quản lý đô thị và đất đai, chuyện sắp xếp nhân sự, chuyện nguyên tắc đảng đều không phải là tình tiết chính trong câu chuyện chính trường đang lùm xùm ở Đà Nẵng. Đó cũng chẳng phải là lý do để Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc, bởi những sai phạm được liệt kê thật bình thường và có thể tìm thấy ở bất cứ địa phương nào. Một siêu ký sinh trùng kháng thuốc chống sốt rét đã lan tới Việt Nam từ Campuchia và các nhà khoa học cảnh báo điều này có thể dẫn tới hệ quả đáng báo động trong việc điều trị căn bệnh lây lan qua muỗi ở Việt Nam. Một nhóm các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực này nhận định siêu ký sinh trùng sốt rét kháng Artemisinin có khả năng kháng các phương thuốc điều trị bệnh sốt rét tốt nhất hiện nay và đã lây lan khắp các nước tiểu vùng sông Mekong. Nghiên cứu này khẳng định thêm nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới rằng Việt Nam là một trong số 4 quốc gia tiểu vùng sông Mekong có tỷ lệ kháng Artemisinin ngày càng gia tăng, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Campuchia. Nhóm nghiên cứu của đơn vị nghiên cứu y học nhiệt đới Oxford, gọi tắt là MORU, ở Thái Lan, trong một bài viết trên tờ Lancet Infectious Disease cho biết, siêu ký sinh trùng có nguồn gốc từ Campuchia đã gây nên một sự tăng lớn trong tỷ lệ các ca điều trị thất bại bệnh sốt rét ở các tỉnh phía Nam Việt Nam. Theo số liệu của MORU cung cấp cho VOA, tỷ lệ thất bại trong các ca điều trị ở Việt Nam tăng từ 0% vào năm 2012 đến 26% vào năm 2015. Bình Phước chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo báo cáo của các viện sốt rét, năm 2015, Bình Phước là cái nôi sốt rét và kháng thuốc của Việt Nam. Có khoảng 214 triệu ca nhiễm sốt rét trên toàn cầu vào năm ngoái, làm khoảng 438 người chết, trong đó phần lớn là trẻ em nhỏ. Châu Phi đứng đầu thế giới về số lượng tử vong chiếm 90%, đứng thứ hai là khu vực Đông Nam Á chiếm 7%. Một cựu chuyên gia của Bộ Y tế cho VOA biết sốt rét không phải là căn bệnh lan truyền rộng ở Việt Nam và hiện đang nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Khê của Viện Vệ sinh Y tế Công cộng nói nếu việc này xảy ra cần phải có sự vào cuộc của ngành y tế. Giáo sư Aaron Dundalk của MORU hy vọng đây sẽ là bằng chứng được sử dụng để tái khẳng định sự khẩn cấp của việc xóa bỏ bệnh sốt rét ở tiểu vùng sông Mekong trước khi trùng sốt rét Falciparum trở nên không thể chữa trị được. Chính phủ Trung Quốc gần đây đã công bố một chiến thuật pháp lý mới nhằm thúc đẩy tuyên bố chủ quyền hung hăng của Bắc Kinh đối với phần lớn khu vực Biển Đông, nơi có vị trí chiến lược trong khu vực.
Chiến thuật mới mà các nhà phê bình gọi là chiến tranh pháp lý thay thế cho cái gọi là đường chín đoạn của Trung Quốc. Chiến thuật mới này được gọi là tứ xa theo tiếng Hoa, có nghĩa là cát đã được ông Mã Tân Dân, Phó Tổng Giám đốc Cục Hiệp định và Pháp luật Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiết lộ trong một cuộc họp kín với các viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng trước. Ông Mã tuyên bố trong các cuộc họp ở thành phố Boston vào ngày 28 và 29 tháng 8 rằng Trung Quốc đang khẳng định chủ quyền đối với tứ xa thông qua một số tuyên bố pháp lý. Ông tuyên bố khu vực này là lãnh hải mang tính lịch sử của Trung Quốc và cũng là một phần của vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, trong đó xác định các khu vực liền kề là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền bằng cách khẳng định tứ xa là một phần của thềm lục địa mở rộng của Trung Quốc. Các quan chức Hoa Kỳ tham dự cuộc họp bày tỏ sự ngạc nhiên trước mưu kế mới của Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự kiểm soát vùng biển vì điều này chưa được thảo luận trước đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Justin Higgins nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về các cuộc thảo luận ngoại giao, nhưng cho biết Hoa Kỳ có chính sách toàn cầu từ xưa đến nay về việc không áp dụng các lập luận tranh chấp chủ quyền đối với khu vực Biển Đông. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Tuần lễ APEC sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam vào thượng tuần tháng 11 năm 2017. Hiện tại, thành phố Đà Nẵng đã đi vào hoàn thiện các công trình phục vụ APEC. Trong đó, ngành du lịch Đà Nẵng đã phát động các chương trình văn hóa, nghệ thuật nhằm tạo sinh quyền APEC Đà Nẵng. Nụ cười Đà Nẵng là một trong những chương trình xuyên suốt tại tuần lễ APEC. Chương trình khởi động vào hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 9 năm 2017, được phát động bởi Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh chương trình của các ban ngành trực thuộc nhà nước, các tập đoàn kinh tế liên đới cũng đã bắt đầu khởi động tuần APEC theo cách của họ. Hiện nay thì thành phố Đà Nẵng cũng đang phối hợp chặt chẽ với lại tiểu ban APEC Trung ương để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái phóng viên báo chí tháp tùng các cái đoàn cao cấp từ 21 nền kinh tế tới để mà tham dự và đưa tin cho tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái cơ sở vật chất để làm sao đó để đảm bảo cho cái lực lượng phóng viên, các cái cơ quan thông tấn truyền thông trong nước và quốc tế có được cái điều kiện tác nghiệp tốt nhất. Trung tâm Hội nghị Arizona Đà Nẵng, nơi chịu trách nhiệm tổ chức hơn 80% các cuộc họp trong tuần lễ APEC, trực thuộc tập đoàn Furama, khởi công xây dựng từ đầu năm 2016, đến nay đã đi vào giai đoạn hoàn thiện. Các khâu tuyển dụng và chuẩn bị nhân sự phục vụ APEC đã đi vào hoạt động ổn định. Đợt APEC 2017 này thì đây là sự kiện quan trọng nhất mà Trung tâm Hội nghị này được xây dựng. Thì Trung tâm Hội nghị cùng với Furama Resort Đà Nẵng sẽ tổ chức khoảng 80% các sự kiện chính của APEC 2017. Và không chỉ dừng lại ở đó, sau khi sự kiện hoàn thành thì quần thể Arizona và Furama sẽ là một điểm nhấn rất mạnh đối với thị trường MICE. Đó cũng đúng là mục đích hướng đi của Đà Nẵng, là một thành phố sự kiện, thành phố MICE. APEC 2017 là một sự kiện rất là quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã ý thức được rất rõ điều này và đã chuẩn bị mọi thứ từ nhiều tháng trước. Dĩ nhiên là có rất là nhiều các cái hạng mục cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên trong đó có thể kể đến là quan trọng nhất vẫn là việc chuẩn bị phòng ở. Các trang thiết bị phải được chỉnh trang cải tạo cho đúng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tiếp theo là các dịch vụ từ nhà hàng, bếp, cách phục vụ, thức ăn và đặc biệt quan trọng là nguồn nhân lực. Thì chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian đi khắp nơi để tuyển dụng và ký hợp đồng với những các cái trường liên quan, đồng thời cũng lồng ghép những cái chương trình đào tạo để cho các nhân viên này biết cách phục vụ theo đúng cái tiêu chuẩn năm sao. Ngoài ra, các tuyến phố, các điểm du lịch tại Đà Nẵng đều được chuẩn bị kỹ về an ninh, tình nguyện viên để hướng dẫn quan khách và các phóng viên báo chí. Trung tâm báo chí APEC với sức chứa trên 1.000 phóng viên cũng đang đi vào khâu hoàn thiện, dự tính hoàn tất vào cuối tháng 10. Ở góc độ địa phương thì chúng tôi cũng rất là mong muốn truyền tải cái hình ảnh một thành phố Đà Nẵng trẻ trung, năng động, xinh đẹp, một thành phố Đà Nẵng tuyệt vời, Đà Nẵng Fantastic City tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế thông qua sự kiện tuần lễ cấp cao APEC và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong thời gian tới. Thời gian diễn ra tuần lễ APEC Đà Nẵng đã bắt đầu đếm ngược. Dường như mọi sự chuẩn bị dành cho APEC đã đi vào giai đoạn nước rút. Theo nhận định của các chuyên gia xây dựng và một số nhà tổ chức sự kiện, thì có thể nói là lần này, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ khâu an ninh cho đến an toàn thực phẩm, cơ sở hạ tầng, văn hóa ẩm thực,
và văn hóa đường phố. Có thể nói rằng APEC là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với thành phố biển Đà Nẵng. Với người dân xứ Trảng Bàng thì món bánh canh bột gạo này ăn chắc dạ buổi sáng cũng y như dân Sài Gòn hay ăn món cơm tấm. Du khách thường chỉ ngang qua thị trấn Trảng Bàng nên ít biết rằng món bánh canh Trảng Bàng mà nhiều nơi quảng cáo rầm rộ thực ra là món dân dã. Ngay cả sợi bánh canh cũng làm thủ công chứ không phải bằng máy móc như bánh canh ở nhiều nơi khác. Ông Liêm, một thợ quay phim chụp hình, nhận xét. Nói chung là theo tôi nhận xét, cá nhân tôi thì ở bánh canh Nam Dung hay là Úc Huệ hay là Ông Cáo gì đó thì thật sự ra thì tại mỗi một chỗ thì nó có cái địa điểm, nó cái lợi thế hơn, chứ thật sự ra thì nó cái hương vị thì nó cũng như nhau thôi. Thì nếu mà những cái quán mà chập xịu như vậy thì nó nói chung là nó bình dân, nhưng mà tôi ăn thì tôi riêng cá nhân tôi thì tôi thấy nó cũng như vậy. Món bánh canh Trảng Bàng có lẽ khác với các món cũng tên bánh canh là ở chỗ sợi bánh canh được làm bằng bột gạo, nồi nước lèo thì người bán để ngọt nước buộc phải có giò heo, còn cân lượng giò bao nhiêu, hầm nồi nước lèo trong bao lâu, củi lửa thế nào thì lại là bí quyết của từng quán. Theo ông Liêm thì do ông là cư dân nơi đây nên ông thấy rằng tô bánh canh ăn tại Trảng Bàng bao giờ cũng ngon hơn hết. Cái bánh canh này cũng của Trảng Bàng thì thực ra mà nói thì nó đã có cái truyền thống nó từ lâu rồi, nên cái hương vị nó có hơi đặc biệt hơn tất cả chỗ khác. Nếu mà nhiều khi mấy chỗ khác cũng có để là bánh canh Trảng Bàng, nhưng mà nhiều khi nó không có đoàn cái hương vị đây đó, nó có một cái đặc trưng khác người ta. Người Trảng Bàng như ông Khanh nói rằng ăn ở quán như vậy nhiều khi còn ngon hơn ở nhà hàng. Bánh canh nói dùng bánh canh thì chất lượng thì nó không như nhau, thì khi nấu người ta với bạn là ví dụ như thịt thà người ta nấu thì nhiều hơn, còn nhiều mình đó là cho khách sang, còn nhiều mình nông dân thì ví dụ mình ăn thường quán những mấy quán thường thì nó cũng đơn giản, cái dùng bánh canh thì nó cũng như nhau thôi, nó cũng no, đủ no. Canh ta bán dân thì nó ngay nó nhiều, nó cũng tương đối. Hàng khách tới đây ăn bánh canh Trảng Bàng thì ngay đặc trưng thì nó bột rồi người ta làm thủ công chứ không làm như máy móc, chưa giờ nó lọc qua như nhiều nó ngon hơn, nó không có bị chua như cái máy móc mà ủ làm lẹ quá. Trong những quán bình dân như vậy, món bánh canh còn được ăn kèm theo món da heo luộc chấm nước mắm. Thực tình thì nhìn tô bánh canh Trảng Bàng cũng chẳng có gì lạ lắm, vì thành phần cũng chỉ là bột gạo và thịt heo, mà bột gạo và thịt heo thì ở đâu chả có, ở đâu cũng làm được bánh canh. Thế nhưng ăn ngay tại xứ Trảng Bàng thì hồn vía nơi này khiến người ta cảm thấy món dân dã vẫn ngon hơn trong nhà hàng. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21 tháng 9 loan báo loạt chế tài mới nhắm vào Triều Tiên và hoan nghênh Trung Quốc đã có hành động giới hạn các giao dịch tài chính với nước Cộng sản cô lập Triều Tiên. Trước các cuộc hội đàm với lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các định chế tài chính ngừng giao dịch với Triều Tiên. Sắc lệnh hành pháp ông Trump đưa ra trước giờ trưa hôm 21 tháng 9 cho phép Bộ Tài chính Mỹ nhắm mục tiêu các cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay kỹ thuật cho Triều Tiên. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, sắc lệnh hành pháp mới của chúng tôi sẽ cắt các nguồn doanh thu hỗ trợ cho nỗ lực của Triều Tiên phát triển những loại vũ khí chết chóc nhất mà nhân loại biết tới. Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay, các ngành công nghiệp dệt may, công nghệ thông tin và sản xuất của Triều Tiên nằm trong số các lĩnh vực mà Mỹ có thể sẽ nhắm mục tiêu. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các biện pháp quân sự đối phó với Triều Tiên đã nằm trên bàn thảo luận, nhưng các phụ tá của ông nói ngoại giao vẫn là phương án ưu tiên để kiềm chế khủng hoảng hạt nhân. Triều Tiên tuyên bố tại một ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc rằng các biện pháp chế tài quốc tế áp dụng đối với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân sẽ gây nguy hiểm cho sự sống còn của trẻ em Triều Tiên. Tại phiên điều trần của Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em cuối ngày 20 tháng 9, ông Han Tae-song, đại sứ của Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc nói, Triều Tiên với dân số 26 triệu người là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, lấy người dân làm trọng tâm, nên việc bảo vệ và phát huy quyền và phúc lợi của trẻ được ưu tiên hàng đầu.
Ông nói, việc phong tỏa và trừng phạt dai dẳng và luẩn quẩn chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không chỉ cản trở nỗ lực bảo vệ và xúc tiến các quyền của trẻ em, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến quyền sống còn của trẻ em. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thống nhất áp đặt 9 vòng trừng phạt đối với Triều Tiên từ năm 2006 cho đến nay, vòng gần đây nhất bắt đầu vào tháng này. Hàn Quốc ngày 21 tháng 9 thông qua kế hoạch gửi viện trợ cho Triều Tiên trị giá 8 triệu đô la. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence rằng Trung Quốc và Mỹ nên chuẩn bị tốt để đảm bảo chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối năm nay được thành công, theo Tân Hoa Xã ngày 21 tháng 9. Trao đổi giữa hai lãnh đạo Trung Mỹ diễn ra bên lề cuộc tranh luận hàng năm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhiều khả năng, ông Trump sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 11 trong khuôn khổ chuyến đi tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Philippines và hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Ông Vương Nghị nói với ông Mike Pence rằng một mối quan hệ ổn định và lành mạnh giữa hai quốc gia có lợi cho cả hai nước và cộng đồng quốc tế. Quan hệ Trung Mỹ căng thẳng vì những chỉ trích của chính quyền Trump đối với các hoạt động thương mại của Trung Quốc và những đòi hỏi của Mỹ yêu cầu Bắc Kinh phải làm nhiều hơn, buộc Triều Tiên phải đình chỉ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Philippines ngày 21 tháng 9 để cảnh báo người dân về nguy cơ độc tài trở lại dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Những người biểu tình diễu hành, tổ chức meeting và dự thính lễ tại nhiều địa điểm khác nhau ở Manila vào đúng ngày của Tổng thống Ferdinand Marcos tuyên bố thiết quân luật năm 1972, khởi đầu của một thời kỳ tàn bạo dưới chế độ áp bức. Chế độ này kết thúc vào năm 1981 khi ông Marcos bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy của quân chúng. Người biểu tình nói, ông Duterte có cùng khuynh hướng độc tài như ông Marcos. Ngay sau khi nhậm chức hồi năm ngoái, ông Duterte đã bắt đầu chiến dịch chống ma túy quy mô, giết chết hàng ngàn người bị tình nghi buôn bán ma túy. Một đám đông những người ủng hộ ông Duterte đã tổ chức các cuộc meeting đối nghịch tại thủ đô Manila trong cùng ngày 21 tháng 9. Khoa học cáo buộc ngành rượu bia đã khiến công chúng hiểu nhầm về mối liên hệ giữa rượu và ung thư. Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London so sánh các động thái này với những nỗ lực của ngành công nghiệp thuốc lá nhằm phủ nhận mối liên hệ giữa hút thuốc và ung thư phổi. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Các nhà nghiên cứu xem xét các trang web của 28 tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp rượu bia khắp thế giới và kết luận rằng, cho đến nay, phần đông bóp méo hoặc xuyên tạc các bằng chứng về nguy cơ mắc ung thư liên quan đến rượu. Những gì bạn có thể thấy là các trang web có đề cập đến một số vấn đề về sức khỏe liên quan đến rượu bia, nhưng không nói về ung thư hoặc một loại ung thư cụ thể nào đó, đặc biệt là ung thư vú hoặc ung thư trực tràng. Liên minh quốc tế về uống có trách nhiệm IARD có trụ sở ở thủ đô Washington bị cáo buộc đã làm công chúng hiểu nhầm về nguy cơ mắc một số bệnh ung thư cụ thể và cố tình gây mập mờ cho vấn đề bằng cách nhấn mạnh một loạt các nguy cơ khác. Trong một tuyên bố gửi cho VOA, IARD bác bỏ các kết quả nêu trên nói rằng họ tin vào việc chia sẻ các bằng chứng khoa học hiện tại và giữ vững quan điểm về các thông tin mà họ đăng về bia rượu và sức khỏe. Các tác giả của báo cáo so sánh động thái của ngành rượu bia với các hãng thuốc lá khổng lồ mà trong một thời gian dài đã phủ nhận mối liên hệ giữa ung thư và thuốc lá. Ở Anh, khoảng 4% các trường hợp ung thư là do tiêu thụ nước uống có cồn. Tôi nghĩ điều quan trọng cần lưu ý là nguy cơ này khá thấp đối với những người uống ít. Nhưng có một thực tế là thông tin về rủi ro do các tổ chức này tuyên truyền không đúng và lệch lạc. Báo cáo nói rằng cần gấp các nghiên cứu thêm để xem ngành công nghiệp rượu bia có bóp méo thông tin với các rủi ro khác như bệnh tim mạch hay không. Là một trong bốn con sông lớn nhất nước Mỹ nằm trên bờ biển Atlantic, Potomac có chiều dài dòng chảy lên tới 652 km và một lưu vực rộng lớn hơn 38.000 km2 với hơn 5 triệu cư dân sinh sống. Đoạn chảy qua thủ đô Washington DC với phong cảnh tuyệt đẹp vào mùa thu đang được khai thác, phục vụ du lịch và trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho du khách tới với thủ đô nước Mỹ. VOA Việt ngữ hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng ngắm hoàng hôn trong một chiều đầu thu trên dòng sông Potomac thơ mộng. Thời điểm này trời đã vào tiết thu mát mẻ nên bến thuyền Washington ở Georgetown luôn có nhiều du khách tìm tới để được tham gia vào hành trình khám phá dòng sông Potomac. Đến với hành trình kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ trên dòng sông này,
du khách sẽ tìm thấy một cái nhìn mới mẻ đối với những công trình kiến trúc lịch sử dọc hai bên bờ sông. Đó có thể là tổ hợp khách sạn Watergate, công trình gắn liền với chiến tranh Việt Nam và Tổng thống Nixon, hay trung tâm Lincoln nằm phía cuối khu quảng trường quốc gia, và cũng có thể là trung tâm Kennedy, nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động nghệ thuật miễn phí cho người dân thủ đô. Thật là tuyệt vời. Tất cả là dành cho hai đứa con của tôi. Chúng thật sự rất thích thú. Dòng sông thì trong lành, môi trường thì sạch sẽ, con người thì lịch sự. Nó gợi nhớ cho chú những dòng sông trong ký ức cách đây hơn 50 năm. Còn hiện tại thì những dòng sông quê hương mình thì nó không còn được trong lành như thế này nữa. Ngắm nhìn sông nước, du khách có thể thư giãn thả hồn mình vào một buổi chiều thu nắng vàng trong sự tĩnh lặng của trời đất và thiên nhiên xung quanh. Ở đây có một nét tương phản khá thú vị, đó là sự bát ngát rộng lớn và thoáng đãng của không gian sông nước lại nằm ngay bên một đô thị ồn ào vội vã đại diện cho quyền lực của nước Mỹ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến người ta muốn tìm tới đây. Chúng tôi bắt đầu phục vụ du khách từ 11 giờ trưa cho tới 8 giờ tối. Mỗi chuyến có khoảng 30 du khách. Thời gian này đông khách nên kết thúc chuyến này là chúng tôi phải tiếp tục chuyến khác ngay. Kết thúc chuyến hành trình khám phá dòng sông, khi tàu về tới bến, những du khách nào vẫn còn lưu luyến cảnh hoàng hôn trên dòng sông này thì có thể ngồi thưởng thức một ly cà phê hoặc dùng bữa tối ngay trên bến thuyền. Đặc biệt trong thời điểm này, không ít du khách đã không thể bỏ qua cái cảm giác được ngồi thư giãn nhấm nháp một ly cà phê bên bạn bè khi ánh chiều đang tắt dần phía ngoài sông. Còn phía bên này thì thành phố đã bắt đầu lên đèn với những ồn ào của cuộc sống phố thị. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Đầu tiên là chương trình học tiếng Anh cơ bản Let's Learn English. Các giáo viên dạy tiếng Anh Mỹ đã soạn thảo khóa học này cho những người mới bắt đầu. Khóa học sẽ kéo dài trong 52 tuần, mỗi tuần sẽ có một bài học mới, cho thấy cuộc sống của giới trẻ Mỹ. Bài học giúp trau dồi kỹ năng nói và viết từ vựng. Ngoài ra, VOA cũng sẽ có các bài thực hành có thể in ra, bảng đánh giá và kế hoạch học tập cho các cá nhân và giáo viên dạy tiếng Anh. Xin tìm hiểu thêm chi tiết trên trang web của VOA tại voatiengviet.com. Hello. Guess what this is? This is my driver's license. I passed my driving test. Today, I rented a car so I can drive around Washington, D.C. You can see more of the city this way. Marsha! Anna, did you get your driver's license? I did, but it was not easy. Why? What happened? Well, you know, I can drive farm equipment really well. But I was really nervous driving in Washington, D.C. traffic. Did you pass the test the first time? Well, no. But I did pass the second time. Did you pass the test the first time? No, but I did pass the second time. What happened during the first test? It started fine. Okay. Anna, is your seatbelt buckled? Yes, sir. Great. Please start the car. Okay, Anna, start the car. I started the car. Good job, Anna. Why are you talking to yourself? I am a little nervous. When I'm nervous, I talk to myself. You don't need to be nervous. Listen to that engine.
Please, stop pushing the gas pedal. Sorry. Okay, when you are ready, turn. Great! Not now! You almost hit that car! You said turn. Look first. There were cars in the street. Please don't yell at me. I'm sorry. I was afraid. You were yelling! Look out for that car! Brake! Brake! Ah! Why is everyone honking at us? You were driving too slow. Anna, stay on the street. Hands on the wheel, Anna. What's that sound? That, Anna, is the police. Please, don't yell. I'm sorry. I was afraid. That sounds awful. Yes, it did not go well. But I practiced and passed the second time. Do you know where you want to take your first drive? In Washington, D.C.? Yes. Let's go! There it is! The White House! Anna, you do know you can't drive up to the White House, don't you? Yes. No, I didn't know. I guess we walk from here. Sometimes you can see more of Washington, D.C. in a car. If you want to see the White House, you need to walk. Until next time. Welcome to the Voice of America's Newswords. Earlier this year, American songwriter Bob Dylan became the first musician to win the Nobel Prize in Literature. Authentic. Dylan's career has stretched over half a century. His fans say he has earned this award. He shaped our generation, and he shaped the responsibility of artists simply by being so authentic to his desire to tell the truth in song. If something is authentic, it is real and not a copy. When people are described as authentic, it means they are true to their individual identity, the ideas and beliefs that make them who they are. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Linh Đan xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.